Scenaway 1038S. Em này là 38,4cc này. À, đặc biệt là cái đời này ấy, là nó có cái làm nóng này. Công tắc này là công tắc tắt mở này. Đó. Còn cái công tắc bên này là công tắc làm nóng này. Đó, làm nóng là như thế nào thì nó sẽ làm ra một cái kích dây điện vào cái phần lửa mình ấy, là nó sẽ tạo ra một cái dây điện này anh em này. Đó, nó luồn lên cái tay ga này. Đó, và ở dưới này cũng có luôn. Khi mà mình sử dụng ấy mà mình bật cái công tắc này lên là nó sẽ nóng cái tay cầm này lên này. Đó, như gọi là chế độ mùa đông ấy, nếu mà mình sử dụng mà lạnh. Đấy, trong ví dụ giờ gần thời tiết nó lạnh lạnh ấy, mình sẽ bật cái chế độ này lên này là nó sẽ nóng ấm cái tay cầm này lên luôn. Đó, rất là đã luôn đấy. Còn không sử dụng thì mình tắt đi. Nó chỉ có một cái công tắc tắt mở thôi. Đó, đây là có công tắc sử dụng này. Đó, có trợ lực nhá. Đây là mã số seri 00007 92, Mark in Japan. Đó, lốc mặt tiền đây. Lam Latin 50 nha. Lam tổng độ dài 50, mặt cắt cây là 45cm. Đó, ốp lam đây. Đó, cũng khá đẹp nhá. Rồi, giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy. Kéo nhẹ rồi.